Kính chào quý khán giả của SBTN, chúng tôi là tiến sĩ Tạ Cự Hải từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn và sau đây là chương trình tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong tuần này thứ hai ngày 12 tháng 3 2012, Dow Jones tăng 37.69 ở mức 12.959.71. Rất ít tin tức về kinh tế và công ty trong ngày. Giới đầu tư của thị trường chứng khoán ở trạng thái chờ kết quả cuộc họp và phúc trình của Quỹ Dự trữ Liên bang sắp xảy ra trong tuần. Cũng thứ ba tuần này, 13 tháng 3 2012, Dow Jones tăng 217.97 hay là 1.68% lên tới mức 13.177.68. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 12 2007, khi ấy Dow Jones đã ở mức 13.264.82. Trong ngày này, có phúc trình của Quỹ Dự trữ Liên bang cho biết 15 trong tổng số 19 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã qua được cuộc trắc nghiệm về khả năng chịu đựng về sức ép tài chính stress test. Nasdaq tăng 56.22 hay 1.88% lên mức 3.039.88. Và S&P 500 tăng 24.86 hay là 1.81% lên tới mức 1.395.95. Qua thứ Tư ngày 14 tháng 3 2012, Dow Jones tăng 16.42 ở mức 13.194.10. Cuối ngày, thị trường chứng khoán đã lưng chừng giữa sự giảm giá của chứng khoán ngân hàng và lên giá của các ngành kỹ thuật. Đây là hiện tượng bình thường về phản ứng của thị trường chứng khoán. Nếu hôm trước lên quá mạnh, thì hôm sau trở nên ôn hòa và dè dặt hơn. Thứ Năm ngày 15 tháng 3 2012, Dow Jones tăng 58.66 ở mức 13.252.76. S&P 500 tăng 8.32 lên mức 1.402.60. Đây là lần đầu tiên S&P vượt mức 1.400 kể từ năm 2008. Tin tức cho biết sự cấm vận của quốc tế đối với Iran đã bắt đầu hiệu nghiệm và Iran đã bắt đầu lo ngại về thị trường xuất cảng dầu thô của họ. Trong tháng Giêng 2012, Trung Quốc, Nam Hàn và Singapore đã cắt giảm đáng kể về lượng dầu mua từ Iran. Trung tâm Điều hợp về Tài chính Điện tử của Thế giới tại Thụy Sĩ cũng đã quyết định loại bỏ khả năng điện toán tài chính của Iran, khiến Iran không thể dùng điện tử để thực hiện mậu dịch và tài chính với thế giới bên ngoài. Sở dĩ thị trường chứng khoán đi lên như vậy là vì có những dữ kiện kinh tế cho thấy được cải thiện rất đáng khích lệ trong vòng 2 tháng vừa qua. Số người xin quyền lợi thất nghiệp giảm, số việc làm dần dần gia tăng và do đó cũng là yếu tố quan trọng cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Hôm thứ Sáu tuần này, ngày 16 tháng 3, Dow Jones đã giảm 20.14 ở mức 13.232.62. Nasdaq giảm 1.11 ở mức 3.055.26 và S&P 500 tăng 1.57 ở mức 1.404.17. Thị trường chứng khoán lưng chừng cho ngày cuối tuần nhưng cũng đã tăng hơn 2% trong tuần lễ này vì niềm hy vọng của sự phục hồi kinh tế Mỹ đang ló dạng. Ngoài ra, giá vàng hôm thứ Sáu là 1.659.50 một ounce, trong khi dầu thô là 107.25 một thùng dầu thô. Ngoài ra, đồng euro tương đương với 1.3176 của Hoa Kỳ, trong khi lãi suất mortgage trong 30 năm cố định là 4.03% so với tuần trước là 3.88%, tức là có gia tăng đáng kể. 15 năm cố định là 3.26% so với tuần trước là 3.15%. Ngoài ra, tỷ số thất nghiệp tại nước Mỹ vẫn ở mức 8.3%. Theo phúc trình từ Bộ Lao động Hoa Kỳ, hôm thứ Tư 14 tháng 3 có thêm 227.000 việc làm mới trong tháng 2 2012, với 82.000 việc làm thuộc ngành chuyên nghiệp và thương mại, 61.100 thuộc ngành y tế, 31.000 ngành chế tạo, 6.000 lĩnh vực công. Tỷ số thất nghiệp trung bình trên toàn quốc vẫn là 8.3%, dân da trắng 7.3%, gốc Latino 10.7% và người dân da đen 14.1%. Riêng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Washington DC là 9.9%, xuống từ 10.01%. Tiểu bang Maryland, tỷ số thất nghiệp là 6.5% xuống từ 6.6%, và Virginia, tỷ số thất nghiệp là 5.8% xuống từ 6.01%.
Đó là theo phúc trình của Bộ Lao động hôm thứ Ba ngày 13 tháng 3 2012. Thăm dò mới nhất cho biết, trong tháng Giêng vừa rồi, giới chủ ngành chuyên nghiệp và dịch vụ tại Virginia đã thuê 3.200 người. Ở Maryland thuê 400 người, ở DC mất đi 3.900 công ăn việc làm. Ngành xây cất, Virginia thuê 4.400 người, Maryland thuê 3.000 người, riêng DC vẫn tiếp tục sa thải nhân công trên mọi lĩnh vực. Tình hình thế giới và tài chính Mỹ. Mặc dù giá xăng đang quá cao, chỉ số giá tiêu thụ Consumer Price Index tăng 0.4% trong tháng qua. Nhưng theo phúc trình hôm thứ Ba, 13 tháng 3, 2012, mức độ tiêu thụ của dân Mỹ vẫn tăng, kinh tế cải thiện, thất nghiệp vẫn không tăng, số việc làm gia tăng trong lĩnh vực tư, lòng tin của giới tiêu thụ và đầu tư đều thuận lợi, khiến phần lớn tin rằng kinh tế Mỹ đang đi đúng đường. Đồng thời, ông Ben Bernanke, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, tuyên bố lãi suất sẽ tiếp tục ở mức độ thấp hiện nay, gần như zero cho đến cuối năm 2014. Lợi tức gia tăng và hàng bán lẻ trong tháng 2 tăng 1.1%, cũng là bằng chứng của sự củng cố niềm tin của giới tiêu thụ. Ngoài ra, trong tổng số 19 ngân hàng lớn của Mỹ, chỉ có 4 ngân hàng là không qua được cuộc trắc nghiệm sức chịu đựng về tài chính của Federal Reserve. Các ngân hàng đó là Citigroup, SunTrust Bank, Ally Financial và MetLife Insurance. Đây cũng là một dấu hiệu tốt. Ngoài ra, giá xăng đồng thời lại gia tăng tại Mỹ đã liên tiếp trong nhiều ngày. Một số địa phương giá xăng đã vượt khỏi mức 4 đô la một gallon. Riêng trong tháng 2, giá xăng đã tăng 8%, trực tiếp đe dọa khả năng phục hồi của kinh tế Mỹ và toàn cầu. Tổng thống Obama đã tuyên bố nước Mỹ chưa có một giải pháp hữu hiệu để giải tỏa vấn nạn này. Gần 2/3 dân Mỹ không chấp nhận cách giải quyết về xăng tăng giá của Tổng thống Obama. Ngoài ra, tỷ số dân Mỹ chấp nhận khả năng giải quyết kinh tế của Tổng thống Obama đã từ 50% xuống 41% theo thăm dò hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 3 vừa rồi của Washington Post và ABC News. Theo các chuyên viên về nhiên liệu, với số lượng 90 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trên thị trường thế giới, mà giá cả bị chi phối bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế, tư bản, thị trường tự do, chính trị, quân sự, kỹ thuật, văn hóa, mức sống, v.v. Thật khó mà một người nào, kể cả Tổng thống Obama, có thể nào dễ dàng giải quyết được. Tưởng cũng cần nhắc lại, thứ Tư 28 tháng 2, ông Mario Draghi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu, họp báo cho biết sẽ cho các ngân hàng vay 529.5 tỷ euro hay 712.4 tỷ Mỹ Kim trong chương trình cho vay nhằm ngăn ngừa sự suy sụp tín dụng tại Âu Châu. Chương trình này cho vay trong 3 năm ở lãi suất rất thấp là 1%. Trước đây, Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng đã cho vay gần 500 tỷ euro vào tháng 12 năm 2011. Cuối tuần này, tình hình tài chính tại Hy Lạp đang có nhiều hy vọng sẽ được cải thiện. Mới đây nhất, hôm thứ Năm 15 tháng 3, bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund, đã đồng ý đóng góp thêm 36 tỷ Mỹ Kim vào Quỹ Cứu Nguy cho Hy Lạp. Đây là một tin đáng khích lệ. Kính thưa quý vị, chương trình tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới cũng vào ngày giờ này. Chúng tôi là Tiến sĩ Tạ Kỳ Hải, tường trình từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin chân thành cảm tạ quý vị.